Anh ơi, nghiêm túc nha, nghiêm túc nha. Này thì kìa, chạy lên, nhảy, chạy lên. À, thế ạ. À, thế sao nó chạy lên thật, nó chạy lên thật. Này, chạy lên, nhảy. Xuống nó bắn chết cha bây giờ. Nào, chạy lên. Nào, làm sao? Vỡ đầu. Yeah. Buya anh em ơi. Mèo 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 mèo. Em ơi, đăng ký kênh Sĩ Kẹo TV ủng hộ Sĩ nhá. Link bên dưới phần ghi bình luận nha. Thank you mọi người nha. Kênh mới nhá. Các bạn có biết gì không? Đấy là hôm nay thì mình vừa mất 1 triệu đồng. Ôi, mới sáng ra thôi. Yeah. Và thật ra thì Sĩ quay vòng quay trong shop để có được hai cái món này này. Cái thằng đang đứng đấy. Mất mẹ 1 triệu đồng. Ôi, cuộc đời. Nhưng mà thôi, không sao. Anh em thích là được. Ông ý mẹ mồm đi, ham quay đồ thì nói mẹ ra. Ok. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Và hôm nay mình mới nghe được thông tin đấy là Dragunov Samurai mới ra mắt. Thế nên là, nhiều kim cương mà. Hôm qua ông chú bên Gardena tặng là còn kim cương. Nào, ra đi ở kia. Kia. Vai. Ra đi. Cáu ra đi. Ôi em ơi, tuần 24 giờ. Nào em ơi, kim cương nó hao kìa. Đừng mà. Ra đi. Khổ quá. Yeah. Everyday Samurai. Mà xịn ghê. Ok. Mình còn mấy cái hộp free nên là mở nốt đi anh em ạ. Chúng ta có thêm 4 vé quay free. Thôi thì cứ quay thôi anh em ạ. Cuộc đời mà. Nào, ui, quay nhẹ nhàng cái còn mẹ 5.700 kim cương vãi trưởng thật, chiến binh dị biến à. Test phát nhá, vận may nhá. Ra. Ra luôn. Ngon vãi trưởng anh em ơi, thế có đồ mới để quay video cho anh em xem rồi. Trời ơi, anh em, đây. Nó ở cái mục nó tặng, không phải mục này, thế là mục gói rồi. Wow, mà xịn ghê anh em ạ. Đây, trang bị luôn nhá, còn chần chừ gì nữa. Yeah, vui vãi. Có vũ khí này, mình sẽ vào cây FD hay còn gọi là Dragunov. Đây rồi. Skin mới. Wow, mà full set tím hồng đúng kiểu mình thích luôn. Yeah. Anh em ơi, let's go, chơi thôi. Trần gian bao nhiêu lần qua tháng thế lòng, mình quay bước mơ lần, thêm một cuộc tình được gian xa. Tìm đâu dễ em một chàng trai vi hằng, đành tự nhủ mình rằng, vẫn bên cánh vẫn không cay đắng. Yeah. Hello mọi người ơi. Và wow, Sĩ đây rồi. Cầm sẵn trên tay cây FD ngầu vãi trưởng luôn. Với cái bộ trang phục mới mà Kẹo cũng đã quên tên rồi anh em ơi. Nhưng mà công nhận là anh em thấy ngầu không ạ? Wow, ngầu vãi trưởng rồi anh em ơi. Đứng top thẻ vô cực luôn kìa. Nào, tất cả anh em vào đây mà ngắm này. Yo mọi người ơi, và Sĩ đây. Vui quá. Ngày nào cũng lại được gặp mọi người trên kênh Sĩ Kẹo thì quá là vui luôn. Và anh em ơi, bạn nào chưa nhấn nút like thì nhấn nút like video ủng hộ Sĩ nè. Vứt cái bụi cây ra, bởi vì là mình không muốn làm chùm núp lùm đâu anh em. Hôm nay chúng ta sẽ khô máu nhá. Wow, trang phục mới này, các kiểu này. Đấy, xịn sò thế này là phải đi quẩy anh em ơi. Nào. Ê, cái gì ấy? Ui, hai đứa lùa nhau kìa. Đừng. Sao các bạn lại kiểu mèo vườn chuột thế nhỉ? Ui, kìa. Chạy à? Này, đừng có chạy nhá. Đừng chạy. Mày này. Wow. Yeah. Ê, kìa. Nào. Ui, mới đang còn hai đứa lùa nhau này. Nhưng mà hình như là chúng nó vừa hạ gục nhau rồi. À thế làm sao mà. Ui, kìa, đừng. Thảo càng. Mày cẩn thận bố mày nhá. Bố mày điên, bố mày quạ, bố mày bắn chết cha bây giờ ấy. Nó chạy vào trong anh em ạ. Nào, bình tĩnh đi người anh em vội thế. Đây anh em, hôm nay khô máu này. Trang phục xịn này, nhưng mà từ. Ui, quả tóc trắng đẹp vai. Giống tôi nhỉ? Nhưng mà hiện tại thì Kẹo tóc đen rồi, Kẹo chỉ là anh xe ôm thôi. Cái má nó trốn vào kia anh em. Bình tĩnh nhá. Đây, Sĩ đây. Có mỗi cây pha mát nên là ở xa bắn hơi khó. Bố mày thấy mày rồi.
Bố mày thấy bây giờ nhá. À, nó ngồi ngay ở trên cái nóc nhà chữ L. Được em ơi. Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Mình thấy nó rồi, mình thấy nó rồi anh em ạ. Mày à? Giỏi. Làm sao? Nào. Nào, ra đây hộ cái. À, kìa kìa, thảo ca. Liệu hồn nha em nhá. À, láo à? Kìa, đứng lại nhanh. Cái mẹo. Nào. Ui. Yeah. Vỡ đầu. Ui bạn ơi, bạn phải chơi đồ vào bạn phải thông minh ra được chứ, bạn như thế này là bạn hỏng rồi. Ui ôi. Game là dễ không ạ? Chơi game mà sĩ kẹo cứ cảm thấy là easy game thế nào chứ. Ui bạn ơi. Thương bạn quá nhưng mà không sao. Sĩ sẽ giúp bạn lấy tô 1 nha. Yeah. Ok. Bởi vì là kẹo đã giết người ta rồi thì là bây giờ thì kẹo sẽ cố gắng kiếm tô 1 thay cho bạn ấy luôn. Phải không nào anh em? Yeah. Let's go nha. Vâng, combo xích kẹo sở hữu hiện tại là M4A1 và Pharma. Wow. Ê, chúng ta lên đường. Thế mà hôm nay xúc miệng buổi sáng cái nhờ bằng trận tốc 1 anh em. Anh em công nhận không? Hôm qua là ông chú Gardena tặng cho 25.000 kim cương xúc miệng, hôm nay vẫn là còn dư đấy. Thế là xúc luôn, ô ăn nấm ạ. Thế là xúc luôn cái bộ trang phục này với lại cây súng FVD. Nhưng mà thực sự thì FVD kiếm hơi khó. Nó chỉ có trong thính hoặc là trong cái hòm gì ấy, cái dương kho báu mà đầu video thì kẹo vừa nhảy xuống để lượm đó mọi người. Nhưng mà ở đây không có, khổ vãi thế meo nào. Mở dương kho báu lại ra ngay cây pha mát. Thế đi hỏng, 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 hỏng hẳn luôn. Phải không nào mọi người? Ơ, xin quên điều gì? Đây, quay lại, ôi chúng ta có cái nâng giáp mà. Yeah. Bạn nào mà mới xem trên kênh của Sĩ Kẹo, nếu như các bạn thích thì các bạn đừng quên để là hãy nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ Sĩ nha. Wow, cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn ạ. Yeah. Nào. Và đừng quên đấy là kẹo sẽ ra video thường xuyên vào 11 giờ trưa trên kênh Sĩ Kẹo nha. Và 17 giờ chiều trên kênh Sĩ Kẹo TV nhá. Ơ nhưng mà gì nhỉ? Hình như là hơi nhầm một xíu nhưng mà không sao. Ok. Thật ra thì đôi khi là mình ra video là hơi bất thường một tí, cơ bản là sĩ lười. Thôi, lên nha. Ồ, lạc trôi phải không? Bài này bài lạc trôi phải không? Lạc trôi anh em ơi. Quấy quẩy nào. Ôi, sở thích của kẹo là vừa nghe non-stop, vừa đấu danh thế này, nghe nó mới phấn khởi anh em. Ôi bạn ơi, bình tĩnh nào. Tàu, mèo, 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 tàu, mèo, 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 mèo. Mày trốn kia đúng không? Nào, làm sao? Ê, ra đây. Nó không ra anh em ạ, cái mèo nó không chịu ra đây đi tù ơi, đừng bạn ơi. Bình tĩnh nào. Hiện tại thì sĩ kẹo vẫn đang ế nha và vẫn đang tìm người để chăm lo cho sĩ kẹo cơ bản là. Ê, thằng kia đứng lại. Này, làm sao đấy? À, được. Cơ bản là sĩ kẹo bây giờ đến ăn cũng lười vì có người bón cho thôi. Xạo chó tí anh em ạ. Đã là con trai anh em phải biết là nấu cơm rửa bát quét nhà thì mới có người yêu được. Kém ạ. Này, đứng lại. Ê, thằng kia. À, đục keo. Nào. Nào. Ơ, đục keo này. Game là dễ. 3 kill rồi anh em ơi. Wow, xịn vãi nhờ. Được nhờ. Phải nói là quá chuẩn luôn anh em ơi. Yeah. Tiếng không có theo làn gió bay. Yeah. Wow. Nhạc phê vậy anh em ạ. Quẩy danh mà nghe nhạc thì thôi rồi anh em ơi. Bí quyết top 1 của sĩ kẹo là đây chứ đâu nữa anh em. Yeah. Chờ tí anh em. Wow. Xịn đạt. Nhiều trang bị quá anh em ơi. Thế là hiện tại thì kẹo sở hữu một cây phàm át này. Ông ngắm Odic luôn, vai trưởng. Xịn không? Lại thêm một cây MP5 nữa thì bắn vô đối luôn. Yeah. Ui, nhiều bóng keo này. Mình xin bạn ơi. Được về lời anh em ạ. Wow. Chill from music anh em. Chúng ta sẽ cùng chill với cái nhạc này. Yeah. Ơ, gì kia? À, làm sao? Thực kia. Nào, trốn á. Ui, vãi. Anh bình tĩnh, bố mới chọn liệu qua này. Này, nó liệu đi em ơi. Ê, ra đây. Ui, ra đây á. Yeah. Woo, tuyệt vời. Tuổi có mà ăn xi kẹo anh em. Yeah. Được luôn phải không nào. Anh em có hỏi là kẹo chơi PC hay là mobile thì kẹo xin trả lời là mình chơi mobile nha anh em nha. Xi không biết chơi PC mà lại thì thật sự là cái game mobile chúng ta nên chơi một mobile anh em nhá. Wow. Nhạc phiêu này leo danh thích anh em ấy. Nhưng mà cái điều mà sĩ kẹo muốn đấy là làm sao mà kiếm được một bạn nữ chơi đua thì vui lắm anh em nhờ. Thế thì phải kiếm người yêu ơi. Anh em nào có người yêu rồi giơ tay, mà anh em nào chưa có người yêu thì cũng giơ tay điểm danh nào.
Nói thật chứ không biết là các bạn kiếm người yêu kiểu gì. Chứ riêng sĩ là ở nhà cả ngày làm video rồi là chạy xe ôm nữa thì không biết là kiếm người yêu ở đâu anh em ạ. Hay là lại kiếm một cô Grab làm người yêu nữa thì ôi, ui rồi ôi, đã bảo rồi anh em ơi. Sương gió phủ đời trai với tương lai thì lại nhờ nhà vợ phải câu nào. Ê, có đây cả nhá. Nào. Mặc cho tóc mây vương trên mi đổ lệ cay. Ê. Ố, vắng ấy, không ai á. Ôi dồi, các bạn trốn mình phải không? Các bạn trốn mình phải không? Thấy mình cuồng sát ghê quá, 4 kill rồi các bạn trốn phải không? Bình tĩnh nè. Các bạn trốn làm sao được. Yeah. Vào đây để sĩ kẹo nói chuyện nghiêm túc một xíu đi. Làm sao để có thể kiểu là nói chuyện ngọt ngào thì ok, tôi không biết nữa. Nhưng mà dạo này sĩ kiểu tếu tếu vui vui ấy. Ui bỏ mẹ. Anh ơi đừng. Anh ơi. Anh ơi đừng. Yeah. Cảm ơn anh đã cho em mạng thứ 5 nha. Ôi vãi, nhạc gì ấy? Chú bóng hồng á? Ôi vãi. Nghe mấy cái nhạc này tăng động ghê anh em ạ. Ui. Anh em muốn xin đi nhạc không? Xin đi nhạc thì comment bên dưới phần bình luận nhá. Sĩ kẹo gửi đi nhạc cho anh em chúng ta cùng quẩy danh thì phê thôi rồi đúng không? Đấy. Tưởng không phê mà lại phê không tưởng á. Dạ. Ơ mà, còn có 10 đứa đấy á. Thế thì dễ. Ê, yên tâm nhá. Hôm nay không top 1 chặt thôi. Đang tính nói chặt CU nhưng mà thôi anh em ạ. Chặt CU thì lấy cái gì để mà đi chơi gái âm nhầm. Không phải đâu. Chặt CU thì lấy cái gì để mà đi đái anh em ạ. Đấy, nói chuyện nó phải kiểu đàng hoàng chín chắn. Sĩ kẹo là một good boy mà. Ê, thằng nào trên kia? Bình tĩnh đi. Bình tĩnh nhá. Em mà cẩn thận đúng mình thì vãi cái trường ấy. Bình tĩnh nào. Đây anh em, từ từ sĩ lên trên cái. Làm sao? Ui, đây à? Ui, sợ quá. Ơ, kìa. Ê, sợ quá anh em ạ. Sợ là sợ thế nào? Ui. Anh tóc trắng nhưng làm ra anh thì lại không dám nắng đúng không? Anh yêu nắng nhưng lại từ chối để yêu em. Ui ôi, với những câu thả thính ngọt ngào thế này thì bạn nữ nào chả chết phải không nào? Còn nếu như các bạn có câu thả thính nào comment ngay bên dưới video đi để kẹo chúng ta cùng kiếm người yêu chứ anh em. Bây giờ vã lắm rồi anh em ạ. 22 xuân xanh mà vẫn chưa có tình yêu nào. Ui, dỗi. Đúng không? Ê. Ô ra. Ui, nhưng mà có một điều mà sĩ kẹo quên đấy là từ nãy giờ chưa kiếm được cái SVD nào anh em ạ. Ui, vãi, chưa kiếm được cái nào luôn. Thế là thôi, chơi tạm bằng Goza đi anh em ạ. Khổ vãi, SVD kiếm hơi khó để. Ui, đừng. Bạn bị điên à? Có phải bạn bị điên không? Đừng bạn. Tại điên cụ ơi, nó bắn tôi. Ui, giá thế hình như là. À, VSS thì phải anh em ạ. Kìa, ui, bên hông bị bắn kìa. Vãi, yeah. Vỡ đầu. Ui, vãi, cái gì đấy? Mấy bạn bắn kẹo ghê quá, bình tĩnh nào. Hình như là mong kẹo trước mặt của người luôn. Ui, vãi cả trường. Ê, đừng nha, kẹo sợ, trời ơi. Làm gì người ta đó, người ta sợ. Mà mấy hôm này chơi kiểu kinh điển á. Yeah, ui, thằng kia vừa chạy lên tròn đúng không? Bình tĩnh. Nghe nhạc tim đập thịch. Ôi đừng. Xuống nhạc anh ơi. Nhạc đập quá anh ơi, xuống nhạc anh ơi. Ồ, yeah, này, thằng kia. 8 kill rồi. Một mạng nữa, thần trên tròi. Bây giờ là chỉ còn lại mỗi thần trên tròi thôi. Ê bạn ơi, bạn làm gì ở trên tròi? Bạn thẩm du, bạn quay tay trên tròi đẹp. Nào, xuống đi. Nào, người nghe. Nào, xuống đi. Ê, nó không xuống. Cái mà, không xuống ta à. Đừng mà xuống đi. Ôi, đừng. Người ta còn tí máu. Ui, thằng này là nó không biết thương hoa tiếc ngọc. Rồi nghe, tôi còn xíu máu thì nó cũng bắn thôi. Đừng, người cầu liệu sợ quá. Đừng anh ơi. Anh ơi, nghiêm túc nha. Này kìa, chạy lên. Nó chạy lên thật. Này, chạy lên, nhanh. Xuống nó bắn chết trả bây giờ. Nào, chạy lên. Nào, làm sao. Vỡ đầu. Yeah. Buya anh em ơi. Mèo. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye.